Hà Đăng Phát Sinh xin chào bạn. Sau đây Hà Đăng Phát Sinh giới thiệu các bạn bộ quần câu lục. Hà Đăng kết hợp giữa hai hãng sản xuất đồ câu có tiếng trên thị trường Việt Nam, đó là Shimano và Daiwa. Thì Hà Đăng sẽ review trước cái máy Alivio. Bạn nào Alivio này dòng nồi đồng cối đá. Này có sẵn cước rồi các bạn nhé. Cước 8. Cước 8 và dài 150 m. Hãng luôn. Đây là hướng dẫn và những cái cảnh báo khi sử dụng bằng tiếng Nhật. Shimano máy này sản xuất tại Malaysia. 8.000. Tay quay tay kim loại loại các bạn nhé. Tay nhìn rất chắc chắn, khỏe. Nhìn máy này, Malaysia sản xuất. Đang sẽ cân lại cái trọng lượng các bạn, cái máy bạn, thông số thì máy 8.000 rồi, dễ rồi các bạn. Chứa dây đấy, số 8 là 150 m thì nó vậy rồi. Trong này dùng nồi đồng cối đá. À, 618 gram các bạn. Đây các bạn. 618 gram. Khá đầm tay đây các bạn. Dòng 8.000. Tiếp đến các bạn giới thiệu review các bạn cái cần này. Daiwa Waysub. Đang sẽ bỏ cái máy qua một bên để đang review cái cần nó đỡ vướng. Bên hộp đầy đủ phụ kiện cần mới rồi. Trong này có sách hướng dẫn sử dụng, cảnh báo sử dụng, đây và bao đựng cần, không bóc ra nữa, sẽ vào review trực tiếp vào cần. Đây các bạn. Dòng này thì Hải Đăng cũng đã review rồi, chỉ ghép lại và quay lại cho các bạn cho một bộ. Quen bát là Fuji. Quen bát này bạn. Đây là quen đây. Là định vị quen đây bạn. Đây, định vị điểm định vị thứ hai. Đây là nóng thứ hai đấy. Nóng thứ ba. Nóng đốt gốc đây. Bắt Fuji của Daiwa. V-Way suit T33 4025 suit cutter mo chuôi cần sản xuất tại Trung Quốc các bạn. Vừa rồi Hải Đăng Phi Sinh đã giới thiệu các bạn bộ cần cần Daiwa và máy Shimano kết hợp dùng câu lục. Cái này dòng này câu lục xa bờ và
Ram Fishing chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing.